Alright. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái kênh Happy Nguyễn Những Loài Sống Dưới Nước của mình nha. Thì không phải các bạn đi lộn kênh đâu các bạn, mà đây là em bé Bơ. Tên của nó là bé Bơ nha các bạn. Thì con này mình cũng nuôi nó gần được 2 tháng rồi. Đó, dễ thương không? Mình để trong lòng thì nó la hoài luôn. Mình quay clip cho các bạn xem không được, cho nên mình mới bắt nó lên đây ngồi là nó mới im đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ quay về con cá của mình cho các bạn xem nha. Đây, đây là một em cá mộc thái. Thì lâu rồi mình bận chăm bé Bơ cho nên là mình không có thời gian để làm clip cho các bạn xem. Thì hôm nay nhân dịp ngày mình thay nước cho con cá mập thái của mình, thì mình có đọc một số comment thì mình thấy có một số người kêu mình quay em cá mập thái của mình coi còn sống không các bạn. Thì đây mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì con này mình nuôi cũng gần 2 năm trời rồi các bạn. Nuôi gần 2 năm trời đó mà size của nó nè, bằng ngón tay của mình nè. Bề ngang này chắc có thể bự hơn ngón tay của mình, cái cọng trên xuống thì phải ngón tay rồi các bạn. Không có ai tin là mình nuôi con này gần 2 năm trời không? Dễ gì. Các bạn ngoài có bạn chắc nói mình xạo chói với các bạn, nhầm người, người ta nuôi 2 năm là bự dữ lắm, bằng cùng tay luôn á. Nói thiệt chứ các bạn, là con này mình nuôi trong cái thùng xốp thì mình cũng không có chỗ nuôi cho nên là mình hạn chế thức ăn lại các bạn. Ngày mình chỉ cho nó ăn một cử thôi. Nếu các bạn cho ăn một ngày 2-3 cử thì nó nhanh lớn lắm, với cho ăn cái này cái kia rồi đủ chất, còn mình chỉ cho ăn thức ăn viên thôi nha các bạn. Đó, mình chỉ cho ăn thức ăn viên thôi, bởi vì nó cũng không có lớn hung. Với một lần lượng thức ăn của mình cho là khoảng 1/2 muỗng cà phê á các bạn, chứ mình không có cho nó ăn nhiều nữa, bởi vì nó không lớn hơn. Tại loại cá này cũng dễ bị chướng bụng lắm các bạn, mình không dám cho ăn bậy các bạn. Hồi lúc trước mình mới nuôi á nha, là ở này chia sẻ kinh nghiệm thiệt với các bạn luôn, là hồi mình mới nuôi cái loài cá mập thái này á, thì mình cho ăn rất là nhiều các bạn, thậm chí một ngày 2-3 cử cho ăn đến nỗi mà cái bụng nó thấy phình ra to lắm các bạn. Thì như vậy thì nó sẽ dễ bị chướng bụng nha các bạn. Con nào mạnh á thì nó, cái hệ tiêu hóa nó mạnh á thì nó sẽ qua khỏi và nó mau lớn các bạn. Còn như mà nhầm con nó yếu á, chứ đâu phải lúc nào cái bao tử nó cũng mạnh hoài được các bạn. Rồi cũng tới ngày nó yếu rồi. Bởi mà một khi nó yếu rồi là khó chị vô cùng các bạn ơi, khó chị lắm. Chỉ còn cách vớt ra cho nó nhịn ăn thôi. Chứ lúc trước mình bị một con nặng á, mà mình thoái con đó lắm, con đó nhìn đẹp, mà mình nuôi nó cũng mấy tháng trời nữa, mình cũng quý, mình không muốn bỏ. Mình ra tiệm mình mua chai thuốc trị chướng bụng cho nó, là một chai đó đâu 20 mấy ngàn, mà trong khi đó là một con cá cha bạch tạng mới mua luôn á các bạn, là chỉ có 15 ngàn đổ lại, không tới 15 ngàn nữa, mà mình dám bỏ 20 mấy ngàn để mình mua chai thuốc về cho nó. Rồi cuối cùng chị nó đâu có hết đâu các bạn. Với hồi lúc đó mình mới nuôi, mình cũng củ chuối á, mình không biết cách chị, bởi vì chị nó không hết. Rồi từ giả em đó luôn. Sau này mình mới nuôi lại. Câu chuyện các bạn nghe rất là ly kỳ hấp dẫn không? Ở trên nhìn xuống thì thấy cái trên con mắt nó màu xanh xanh đó các bạn ha. Đã. Còn quay ngang, đứng quay ngang cho các bạn xem con mắt màu đỏ của nó mà không thấy. Đâu quay ngang chiếu con. Cái đuôi của nó thì do mình nuôi trong thùng xốp á các bạn, nước ít á, bởi vì nó kéo kéo cái đuôi dưới nè, dưới này nó đỏ đỏ, nó hơi đỏ đỏ, nó nổi mấy lần chỉ đỏ ha. Thì con này mình đa số chỉ cho ăn thức ăn viên thôi nha các bạn,
Các bạn nào mà nuôi ngoài tự nhiên thì 2 năm nó rất là bự nha, chỉ cho ăn thức ăn đầy đủ á. Còn mình thì mình chỉ cho ăn thức ăn viên thôi, một ngày mình chỉ cho ăn một cử nữa các bạn. Mà một cử của mình thì nó rất là ít, nó một phần của cái muỗng cà phê thức ăn này. Gì đó bơ, trời ơi, quay liếm chút mà bơ ghen bơ la hoài luôn á. Chịu khó một chút nha, ngồi im chút nha. Trời ơi, mình quay clip cho các bạn xem mà nó ngồi nó cứ ừ ẻ é é hoài luôn á. Bởi vì không dài lâu quá trời rồi đâu có làm clip cho các bạn xem được đâu. Nhớ, cũng nhớ mọi người, không có quay clip được cho các bạn coi. Mắt chăm con bơ á các bạn. Để lớp nào chích ngừa, lớp nào ấy dung, đủ thứ hết các bạn. Nuôi nó như nuôi một đứa em bé. Giống y như nuôi đứa em bé, nó nhõng nhẽo luôn. Rồi thì kỳ đó có bạn nào muốn mình quay em cá mập thái cho các bạn xem đó, thì hôm nay nhân ngày thay nước cho nó thì mình sẵn tiện mình quay luôn. Rồi nãy vớt ra bắt nó bỏ vô thau rồi ra tranh thủ quay liền cho các bạn xem nè, chứ chưa kịp thay nước nữa đó. Các bạn thấy không? Sao ngoài mình nhìn thấy cũng bự lắm mà quay cho các bạn xem nhìn chút ít như trời. Để mình quay gần nó ra nè, nó quay gần nó cũng được bự bự cỡ này. Nó bự bự cỡ này nè các bạn. Con này thì mình nuôi có một mình đó, chắc bữa nào mình mua thêm một con nữa quá, mua cho nó có cặp. Mình nuôi một mình nó cũng lâu rồi các bạn, khoảng 2 năm mấy gì rồi đó. Con này là mình nuôi hồi từ hồi mà mình quay clip cái hồ kiến cho các bạn xem, cái hồ kiến nuôi cá mập cảnh, hồ kiến hay thùng xốp tốt hơn đó các bạn, ưu điểm và nhược điểm gì đó, là cũng lâu lắm rồi, tầm phải năm mấy trở lên rồi. Mình cũng không nhớ chính xác mình nuôi nó bao nhiêu năm rồi. Thì hôm nay chỉ quay con cá mập thái cho các bạn xem vậy thôi nha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share để ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Con bé bợ là quá các bạn ơi. Bye bye mọi người đi con. Bye bye.